Dạ, lời nói đầu tiên Út Hà mến chúc quý cô chú và quý anh chị toàn thể nước trên đường lai và chúc sức khỏe ha. Hôm nay đúng là ngày rằm tháng 8 ở tòa thánh Đông Tây Ninh có tổ chức buổi lễ cúng mình đạo cao đài cả nhà. Thì hôm nay trời mưa rất là nhiều, mặc dầu là mưa gió rất lớn bão về, nhưng tất cả đạo hữu của đạo cô đài dẫn đến rất là đông. Ở đây là phía ngoài cũng đông lắm nha. Đây là phía ngoài trời mưa là chỉ đọc bài cúng rồi cúng thôi chứ không có vô trong được quá đầy rồi. Bảo ở số 4 về tới đây cả nhà. Đánh bên kia cũng còn đông quá. Bảo số 4 về tới rồi. Cái bọc này để mua lại cho xin cái bọc luôn. Mà cầm cái này vô chắc không thấy đường nữa. Có xé áo mưa chưa? Có xé cho chị cái bọc đó đi. Để ra vô cái bọc này. Cho chị bọc, để cái áo mưa vô bọc này chút rồi. Cưng mới xé rồi bỏ à hả? Rồi, cảm ơn nhiều. Được rồi. Dạ, mấy cô chú có coi hình nó hơi mờ, thông cảm nha. Tại mưa, Út Hà để cái điện thoại vô trong cái bọc. Bớt mưa rồi. Mô Phật. Mặc dù mưa gió rất là lớn nhưng mà đạo hữu cũng đến chùa để làm lễ rất đông. Đục các chỗ cũng đông lắm cả nhà. Lột dép rồi hả? Hồi nãy đi xuống xe lấy đôi dép mà mang là ngon lành rồi, không chịu. Đi đây nè, đi ăn sau à. Dạ. Bên đó khán đài cũng đông dữ lắm luôn cả nhà. Dài xuống dưới luôn. Rất là nhiều. Mặc dù mưa gió nhưng mà cũng xe cộ cũng đến đây cũng đông đúc. Mưa thì mưa nhưng người ta vẫn đến để viếng chùa. Mấy cô chú bận áo mưa không cả nhà, rồi cầm cao su thế này nè để đi dự lại. Sao không biết mà sân? Cửa chính á. Năm mươi dặm rồi đó. Ở cái cổng, ngay cái cửa mà cái đây người ta ngồi quá trời trời nóng trắng không. Sao đi nổi bố? Mười dặm là dặm một là. Rất là lớn nha, mà chỗ nào cũng người ta cũng đục vô. Số người đục vô dép nè, dép cả nhà ơi, để một đống quá lớn luôn. Số 4 về tới cả nhà.
Ở đây thì cũng có 12 cửa. Mà Út Hà nãy giờ đi vô là ngay cái cửa số 10 và số 11. Còn mấy cái cửa kia cũng không biết nữa. Đi lên cái ngôi chùa này thì có nhớ lại một vị mạnh thường quân là cô Năm Gỡ ha cả nhà. Nhà cô cũng quê ở Tòa Thánh Tây Ninh. Dạ. Gia đình và người thân của cô Năm Gỡ cũng ở Tòa Thánh Tây Ninh này nè. Hết mưa thì cũng có người ta vô. Có người thì cũng ở đạo hữu của chùa. Có người thì cũng là người ngoại đạo cũng đi trong chùa này. Và năm nay cũng uyển chuyển là cũng có được cái sự từ thiện của cô chú địa phương, đó là phát cơm không đồng, phát cơm không đồng, phát nước không đồng, phát bánh mì không đồng và nước một é nước này nước kia cũng phát không đồng. Và giống như ở trên chùa Hòa Hảo cả nhà. Và đặc biệt thêm cái nữa là trời mưa cũng có phát áo mưa không đồng luôn. Bữa nay là đúng ngày rằm luôn. Mưa. Bà con cô bác thì có phát cơm hộp con không đồng, phát bánh mì không đồng, nước uống không đồng, nước uống nước sâm, nước hột é. Hột é vô chai. Cơm á trên là cơm hộp không đồng, còn nếu như mình đi xuống dưới đây thì có nhà cơm, có nhà cơm cũng đãi cơm không đồng. Út Hà mãi mê lo quay phim lạc hết rồi. Trời vừa bớt hộp mưa là người ta tiến vô cả nhà. Nó đang đi lang thang. Xe đậu rất là nhiều. Đâu trở về luôn. Không có kem không cầm. Đây cũng thế.
bát nước là đi kìa. Dạ vô hương kem rồi. Dở lắm. Như khô giữ lấy ra mía mới được, khô giữ. Cái này là mình ở đây cái gì em? Dạ. Mình ở địa phương này hả? Ở tại ở dưới Trung Mít á. Cái gì? Ở dưới Trung Mít đó vậy. Dạ. Đúng rồi. Uống nước vậy? Dạ, được rồi. Đúng rồi. À, thì bà con ở đây thì cũng giống như ở chùa Hoàn Hảo của mình nha, thì cũng có đãi cơm từ thiện rồi nước nôi nè, nghe cả nhà cũng nghe rồi đó, rau sùm hết trơn, nước mía bên kia đắt quá rồi em không kịp. Bên đây là cho bánh mì nè cả nhà. Nãy điểm này cũng là điểm thứ hai cái gì rồi, nãy cũng đi kiếm cho bánh mì. Nước hả, la lên đấy rồi, la lên la lên. đang uống nước mía với nước cam không à, nước suối không kêu lại lấy rồi. À, quá đông cả nhà ơi. Ở đây là cũng có tổ từ thiện cho hết tay. Đó làm hai đó rồi. Chia làm hai nha con. Để cho em xin được hút cái cần chúng mặt cho tay đây. Đây. Hai là gối nha. Hai là muốn giờ uống lần tối uống lần nữa là khỏe rồi. Tại mình đi xe nó mệt mệt lắm. Một gối đó là hai là gối nha. Cái đó uống một lần rồi. Đây giờ đây là nhà ăn. Ăn cơm ở trong đó cả nhà. Bún mì xào. Mình đi lên này trong rồi nhưng mà mình mới giờ phải đoàn đi lên cáp núi Bà Đội, núi Bà Đen, đi ba cáp lận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cấp mỹ thuật Phật giáo Việt Nam thế kỷ 17 được phóng tác theo nguyên bản tại chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh. Pho tượng lớn bên trái quý khách là tượng Kim Đồng, bên phải là tượng Ngọc Nữ. Phật và bốn cảnh đời của Ngài. Phật dừng ở Ma Mathura. Thì bây giờ đã xuống dưới rồi, xuống một. Cái này tôi nhớ hồi nãy đi vô lầu 1, lầu 2, lầu 2, lầu 2 nước chặt chả. Lầu nào cũng có chặt chả cho nha. Nãy cũng giống lầu 1 quá à. Rồi bỏ tôi lên xuống này, bỏ xuống lầu 1 luôn. Chặt chả chứ không đi lầu 1 quá à bà ơi. Có gì lầu 2 nè. Lầu 3. Bữa nay đi gặp tước tiết rơi cái nhà ơi. Quá rồi, đang thui hết trơn, không thấy ai chưa. Tiết rơi quá trời ơi. Tượng Phật mà nhìn không thấy luôn. Mở vô thùng rác, xóa tép, xóa hình cũ đi. Mấy quay phim.